Năm nay có lẽ là yếu tố về chuyên môn mà chúng tôi rất là chú trọng và đề cao với cái việc là mời các đội có trình độ chuyên môn và có đẳng cấp ở trong các giải đấu của các nước tham dự đều là những nước có cái thành tích trong hoạt động thi đấu bóng chuyền. Quý vị đang cùng theo dõi bản tin thể thao 24/7. 20 năm qua, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup đã trở thành sân chơi yêu thích của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người hâm mộ bóng chuyền trên cả nước. Năm nay, VTV Fairy Cup 2024 sẽ diễn ra tại Ninh Bình, quy tụ 8 đội bóng mạnh tranh tài. Vào sáng nay, buổi họp báo công bố giải đã diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup được khởi đầu từ năm 2004, trải qua 17 lần được tổ chức. VTV Cup không chỉ là một thương hiệu lớn trong lòng khán giả, mà còn là một sân chơi quốc tế lớn, là vũ đài để cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nâng cao trình độ chuyên môn và tỏa sáng trong lòng khán giả. Năm 2024 là năm thứ 18 giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup được tổ chức và tỉnh Ninh Bình được lựa chọn sẽ là điểm đến của giải đấu năm nay. Đây nó cũng là một cái cơ hội rất là tốt để cho nhân dân và những người hâm mộ bóng chuyền được thưởng thức những cái trận cầu đỉnh cao mà nó mang cái tính quốc tế. Năm nay chúng tôi đã đầu tư rất là lớn cho cái giải này bằng những cái truyền thông trên không gian offline, online. Ngoài ra chúng tôi đã khuyến khích tất cả các khách hàng của Feroli có thể đến trải nghiệm cái giải này cũng như tham quan Ninh Bình. Và cho đến bây giờ đã gần 3.000 khách hàng của Feroli đăng ký tham gia tour trải nghiệm. Buổi lễ công bố giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Feroli Cup 2024 nhận được sự quan tâm rất lớn của giới truyền thông. Được diễn ra từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024 với sự tham gia của 8 đội bóng. Đây đều là những đội bóng chất lượng đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có nền bóng chuyền phát triển mạnh trên thế giới. Hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trận đấu kịch tính và đẹp mắt. Năm nay có lẽ là yếu tố về chuyên môn mà chúng tôi rất là chú trọng và đề cao với cái việc là mời các đội có trình độ chuyên môn và có đẳng cấp ở trong các giải đấu của các nước tham dự đều là những nước có cái thành tích trong hoạt động thi đấu bóng chuyền. Và với cái sự thay đổi về thể thức nữa thì ban tổ chức cũng rất mong muốn là làm thế nào để trình độ chuyên môn cũng như cái chất lượng của giải đấu được nâng cao và từ đó khẳng định được cái uy tín và thương hiệu của giải cúp bóng chuyền lần thứ 18 đã tổ chức và cùng với rất nhiều năm trước khẳng định được uy tín cũng như thương hiệu của giải đấu. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Fairy Cup 2024 là một hoạt động văn hóa thể thao hướng tới kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm 54 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam và kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Vì vậy, VTV Fairy Cup 2024 tại tỉnh Ninh Bình sẽ là điểm hội tụ các giá trị văn hóa, thể thao vô cùng ý nghĩa được khán giả trên mọi miền Tổ quốc quan tâm, chờ đợi và đón nhận trong tháng 8 năm nay. Feroli vinh dự là nhà tài trợ chính giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Feroli Cup 2024.